Nhà khoa học Nguyễn Lê Anh dự báo là Việt Nam sẽ hết dịch trước ngày 15 tháng 5. Thưa quý vị, nhà toán học, vật lý học Nguyễn Lê Anh dự báo rằng đại dịch coronavirus có thể sẽ chấm dứt tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 5 cho tới ngày 15 tháng 5. Dự báo của tiến sĩ Anh dựa trên con số bị nhiễm mà Bộ Y tế của Cộng sản Việt Nam đưa ra. Theo lời của ông, thì đỉnh dịch xuất hiện từ 31 tháng 3 cho tới ngày 6 tháng 4 vừa qua, giảm chậm cho tới đầu tháng 5 và hết hẳn ở giữa tháng sau, theo một bài báo đăng trên RFA, dự báo về hết dịch của ông được giả định nỗ lực là dập dịch của thế giới và Việt Nam vẫn giữ ở mức hiện tại. Ông đã từng dùng kiến thức toán, vật lý và nghiên cứu rất nhiều bài viết của các chuyên gia nghiên cứu trên thế giới, và nhất là về H5N1 và SARS là những chủng loại gần với COVID-19. Một số các nhân vật có tiếng tâm của Việt Nam, bao gồm nhiều bác sĩ hàng đầu Việt Nam về chống dịch cho biết, dự đoán của ông sai sót rất nhỏ so với thực tế. Tuy nhiên thì dự đoán của ông có thể không đúng vì chỉ dựa vào con số công bố của Bộ Y tế Cộng sản mà nhiều người cho rằng là không đúng với thực tế. Tiến sĩ Anh là cựu nghiên cứu sinh ngành toán tại đại học Lomonosov từ Nga và đã từng giảng dạy tại Học viện Quân sự. Vào năm 2018, ông là người đã sử dụng mô hình toán để vẽ lại đường bay và tìm thấy một chiếc phi cơ quân sự của Liên Xô mất tích trên đỉnh vùng núi Tam Đảo từ năm 1971.